Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh Tuấn Hiệp TV. Chúc mọi người thật nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui trong cuộc sống. Chưa Xin chào ăn mọi ngon người. Ngày hôm nay thì mình có một vị khách ở trong tỉnh ra đây mua rau mọi người ạ. Cái vị khách này là cái vị khách mà đã đặt trước rau cải bè mùi dưa ấy, mọi người. Ngày hôm nay thì dì ở trong đấy ra đây mua rau và cũng như là mua thêm một ít củ cải nữa. Bởi ngày hôm nay thì trời mưa ở nông trại không làm được việc gì luôn đấy. Mưa từ sáng tới bây giờ luôn này. Bây giờ là hiện tại là khoảng đang là hơn 4 giờ chiều đấy, mới ngớt mưa. Cái gì ấy, mới ở trong thành phố ra đây mua. Vaya reparaza. Levara cota cosa. Đây, bây giờ thì mình sẽ ra ngoài kia. Aquí, aquí, cota primero cosa. Primero cota cove. Trazer cosa. Faca, para cortar lá embaixo. Đấy, dì thì đang ở ngoài kia, đang tham quan vườn một chút nữa. Ôi su và tu đu đi. Sim. Mas só quem senhora chega. Ê, cuidado. Bứt khoảng bao nhiêu cân chứ? Đi mua 60 cân. 60 cân à? Cô nhiều. ta, cái này nhiều. Bán cho chị là một cân bao nhiêu tiền? Đấy. Thế chị nhổ. Cái này là một cân 1.000 gì ạ? À, một cân 1.000. Dạ. Thôi ra thì cứ nhổ cho chị. Dạ. Vậy sao? À, dù đây rồi, đi sửa. Ghi cho hiệp kẹp cái này ra đây. Cái này về mua gì mua về muối dừa mà đem lên thành phố à hay là sao chứ? Thì về muối dừa xong đấy thì đưa lên thành phố thì nhập cho họ để họ biết tỉnh mình có dưa dưa muối này đây có các thứ nó để thì giới thiệu cho luôn. Vâng. Có được muối nào thì nhờ giới thiệu cho hiệp với rồi. Cháu đứa thì nói chung ở cái chỗ nông trại đấy thì đợt này đang trong cái giống rau cải bè mùa dứa này được ít lắm. Được bao nhiêu là bán cho gì ta đấy. Rồi để gì gì đặt hàng cửa cái mọi người. Gì đặt hàng đây gì phải muối cho ngon để gì giới thiệu đấy thì cũng nhiều người đặt cải muối lắm. Dạ. Đấy, cái này nó bè nó nhìn nó to đúng không? Cái này là cái là không có sâu có xía chứ là cũng được. Dạ. Toàn bộ đấy thì nó chưa chưa sử dụng thuốc thực vật đâu. Đang gọi là nguyên lành ấy. Nói chung là ở đằng lá là khi nào ta ăn những cái rau dưa là không có thuộc về nhỉ. Là cái tốt cho sức khỏe. Dạ. Củ cải thì gì mua nhiêu? Củ cải gì lấy 20 kg. À, để chín rồi đi ra ngoài cái củ cải đi đợt này nhập nhập cho Trung Quốc nhiều đấy nên là còn một ít củ nó chung không được to lắm nhưng mà vẫn có củ to đang còn non non thì được. Vâng. Non thì ăn đi củ cải thì kể nhỏ tiền được chứ mà non là ăn ngon à. Vì chiều nay cũng có một anh ở trên Uy về đây mua mua tới 51 kg, 51 kg củ cải với mua một ít cải bè mua dưa nhưng mà cũng muốn mua nhiều cải bè mua dưa làm nhưng mà để cho gì đây nên là giờ cũng chấp bán chỉ có một ít thôi. Dinh đứng tình muối cái củ cải à như muối gì đóng hộp ra để gì đưa xuống thủ đô gì bán như muối như kiểu chua ngọt á với hơi heo héo đấy chứ muối chua ngọt đấy xong hay gì đưa xuống luôn đá gì nhập cho dạ. Nếu mà cái nó được, họ cũng thích nếu mà được thì của hiệp đấy đang còn nhiều lắm nhiều cái củ cải đấy ở đây thì chủ yếu là bán cho người Việt mình xung quanh đấy người ta về chứ còn các bạn ăn có lá thì hiện tại vẫn chưa quen với dùng với củ cải ấy chưa quen ăn ấy không ta cái mà ta giữ là ăn quen thì là một là mình mà làm cho ngon là răng hồng đặt nhiều dạ như rau này kể là người Việt mình là thích lắm dạ. Cái rau này cái, kiểu như cái cải bè mùa dưa này thì nhiều người thích hôm bữa hôm trước ấy là có cái giống cải mèo kiểu bên kia kìa cũng to cũng ấy nhưng mà cái đấy như họ không bồi được dứa hay sao ấy cái đấy thì kiểu họ luộc đấy thì sao nấu được chứ muối dứa thì không muối được nhiều nên là bữa để trồng được nhiều nhưng mà cũng có rau bán ở trên cộng đồng ấy mà họ cũng không không ưa lắm
Trung Quốc họ hình như cũng ít ăn cái cải đấy sao ấy. Kiểu họ cũng quen lắm. Kiểu nói chung là cái cải muối dứa là về mình muối dứa được rồi mà mình luộc cái đút nó ăn cũng ngon này. Thì họ vẫn thích. Nhất là cái muối dứa xong là họ nấu canh chua rồi thì là hấp cá hấp đồ thì cũng đấy, cái gái này chị bảo cái này chứ này, đó cái gái đấy, cái này mà cái luộc này không thì ăn cái này ăn sống ngon hơn là ấy. Cái muối xong ăn ấy ngon chứ là nấu đi nấu thì nấu cái bè bên ngoài này, bè ngoài cái nó mà muối kiểu được khoảng ngày 2 ngày mà ăn là ngon. Nó kiểu có cái mùi hắng về mình nữa, cay cay ngon. Ở trên Luân Đa họ tiêu thụ nhiều. Luân Đa thì họ nói chung là cộng đồng của người Việt ở tập trung làng của là hầu như Luân Đa là nhiều nhất. Đâu như tỉnh mình hay được ba chục tỉnh người đấy được có mấy người. Ô tô leva inda la dentro ya. Rosa leva dentro inda. Eso. Chúng bạn ấy đưa vào trong cái đời chứ. Mấy cái này đợt để kiểu tỉa ra trước ấy. Nên bây giờ nó nhìn nó ra nó héo ấy. Cái bên này thì đang nón. Cũng mà ra được cái muối thì hăn 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 ra tìm ngon. Đúng cả này. Cả thịt đi. Ở đấy cái vùng đất ở đấy hăn tụt thề. Tụt hăn hăn. Đất kiểu như lâu không khai hoang cái gì. Là trong cái rau củ quả thì là cũng tốt. Vâng. Cái này hiểu đang cho làm thêm một vạt đất đấy để mà đấy cái màu đất này đúng là trông thì đúng là đẹp. Màu đen như trong rau ria thì là nó thao. Nói chung là không có sức mà trông thì đúng là ở đấy bắt được tỉnh tá mà chu được đống người đi thả hô mà bạn hết chứ tỉnh mình thì ít người. Trước hiệp đi lên đến chỗ Luân Đa ấy, hỏi ở trong mấy cái hội khu thương mại của Trung Quốc ấy thì hầu như là người ta cũng đều có trang trại hết này, họ có trang trại người Trung Quốc ấy, người buôn bán rau đấy là họ có trang trại hết. Mình vào mình có rao bán những cái mặt hàng của mình nhưng mà cũng họ cũng không mấy thiện chí lắm, bảo là đó là kiểu cùng mình ở xã này để đưa đi đưa lại đó cùng họ vẫn lấy nhưng mà kiểu họ lấy có một ít thôi chứ họ cứ bán trong ngay á, bán trong ngay nhưng bây giờ mình đi ở xã lên để 250 cây mà bây giờ kêu lấy có 10 cân 20 cân thì chẳng không bỏ tiền taxi đi lên đi lên. Đúng mà đổ được nô hà đấy trong cả cái công ty Trung Quốc hay là Việt Nam họ mở thế mà đấy à. Thì mình có thu nhập hơn. Bây giờ từ mỗi ngày thì trông nó hà nhưng mà ngày nào cũng thấy nó lên. Có thấy nó hà đâu à. Thôi thì phải chờ đợi thì đâu. Kiểu chứ sáng năm đâu hả. Năm ngoài cũng bảo sang năm hà đấy. sang năm cái đâu năm nay vẫn hà mà đó là kiểu cũng biết. Ui cái này to rồi. Nào. Này không phải hình như không phải cây dứa đúng không? Cây dứa cả đấy. Mà kiểu hân ra bô và vông đấy. Để lấy giống con đường được à? Lấy giống một sợ ở đấy cái con cao cao này nó nhiều này. Không biết nó có đầu. Chấu nó ăn nhiều. Ừ. So với cái cao cao ấy kiểu gió là ở Việt Nam mình là rau ria chứ họ cũng phải có thuốc có men chứ ở đấy thì mình mà lấy đâu ra thuốc mà phun. Vâng phải có sâu rồi chứ sâu sâu tí nhưng mà đảm bảo sạch đảm bảo sức khỏe. Đấy, cái này nó búp nó cuộn vào trong này nhìn này. Nó đẹp không. Cái này với muối ăn giòn lắm này. Giòn. Vừa là cái bè nó to. Bè nó to, hắn cuốn được là muối nó giòn.
Vâng. Không có gì mà ăn xà lách hả? Xà lách nhiều rồi. Xà lách, xà lách thì ở đấy thì các bạn ăn có lá thì vẫn cứ thường xuyên tới hái ngay là từ mùa một đấy. Đặc trước là bán gần hết đấy. Con cái mở đứng sau này nè. Cái bé mùi dứa mà chứ giống như kiểu là cái bắp ấy này, nó cuộn lại một cái. Đấy này. Nhìn nó cuộn lại một cái như kiểu là cái bắp ấy mọi người. Cái bắp. Đấy. Nói chung là cái đất đấy nó tốt. Nó mới được to đi. Chứ đất mà căn là cái cải này hắn to được. Vừa là cái mua này là vẫn phải mua cải mà nỉ. Ở đấy là do cái đất nó tốt đây đây đây. Hắn lên được tốt. Hắn vượt được lên nhanh. Bây giờ mà đặt mấy peso caricala đến rồi á. Ở đây trang trại đấy làm được lâu chưa? Trang trại đấy làm 2 tháng rồi. Hái thảo mà bao nhiêu là cây trồng hả? Nhiều. Hôm trước có mấy người Việt Nam xuống đây cũng bảo là 2 tháng mà làm sao mà được nhanh như thế này. Làm được nhà cửa rồi thì là có cái chỗ để cho công nhân ăn uống. Nghỉ ngơi rồi là tốt rồi. Mình trông được phở, phải hoang được nhiều. Cái này cũng gần được 3 hè cái đấy. Ừ. Thì ra là nếu như những cái vạt đất mà mới khai hoang tiếp đấy thì là khoảng tầm độ 3 hè cái đấy. Hôm trưa đợt mới đầu xuống đấy thì đúng là tốt úm tốt hùm ấy. Thì quảng của lá thì nó để không gì nữa. Để không ạ. Mình mà làm ra thì có để mà cái để mà thu hoạch là một cái sạch được trang trại cùng nhánh là 12 tháng mà bao vâng. Nhiêu là đập đau mau mở trong ngô đấy trong đầu đấy trong được nhiều thứ rau đầu với cả bắp đang trong ở trên này đấy ừ. Đầu lên tốt làm gì ạ? Đầu tốt chứ bắp vừa sáu mà có nhập chu gì nhiêu nhiêu hay bắp nếp á dạ rồi gì cùng đưa về luôn đá cái ăn thì đưa về luôn đá bán để có cái thu nhập chứ làm gì cũng có cứ một cái một ít trời thế đó dạ bắp thì không có người đặt nói chung là bắp chưa lên có nhiều người đặt đây tình đặt trước rồi đặt trước chứ có đến cũng phân người Việt mình đi chủ yếu ăn bắp nếp nè, chứ còn cái bắp mì kia có lẽ ít nhỉ, bắp ngọt ấy. Bắp ngọt thì cũng ăn cũng ngon, không biết cũng trồng được nhiều. Bắp ngọt thì hiện tại đang trồng được một ít mà kiểu cái giống nó không hợp với sao ấy, nó lên cũng có cái có cái không ấy. Cứ trồng một ít em sao vài bữa nó dằm thử coi nó có được không. Ăn câu lá mà làm được cả rí là tụt lắm đấy. Mà hồi cũng có rau mà ăn không? Dạ yeah. Như có anh em làm được trang trại thì là người mi có rau rưa đi ăn chứ mọi bữa cũng có một hốt. Toàn là bái cái rau quả ngũ lá vừa vần. Cái đợt thôi mới sáng ấy kìa. Ừ, mới sáng khổ lắm. Rau chả có rau ăn, thịt cỏ, ăn. Thịt cỏ thì khổ. Bây giờ có rau dưa đi. Cái Di Nguyệt đấy là sang đấy cũng lâu lắm rồi mọi người ạ. Sang đấy những năm 2006 nhỉ. 2005. 2005, đấy. Gọi là cư cừu ở đấy đó mọi người. Gia Lang đấy. Gia Lang mà đến trường chưa cỏ để mà về đấy. Thôi đấy sang đi khổ. Ôi nó khổ lắm. Điến có nước không thế rồi. Thì phải đi sạch từ sổ nước điền đi cử một cái mây nổ nhỏ nhỏ thì vừa mà hôm là đi mua cân sáng nó cũng khổ lắm không phải nhớ dơ đâu một cân sáng mà đi cả buổi như thì nói chung là cái chuyện cổ cả mà này đông tiên ăn cạo nên khổ
Nhưng mà cho tròn thì vẫn tròn. Tròn những ngày xưa khổ. Tròn những ngày xưa. Tròn những ngày xưa khổ hơn một tí nữa. Ừ, một tí mà. Vẫn có thu nhập á. Có thu nhập. Như thì làm nhiều mà nó có thu nhập. Em đã đủ chưa không thưa chứ? Dạ. Chắc là để vào cân cái đá ừ, này. Ừ, vào cân đá. Đây không thưa đây. Quả kinh khủng luôn này. Gran lên đấy. Đi. Tu đu phá rèn đã. Đi phía bên cái chỗ. Ô, đi bên này này. Đấy, đi bên. Amanya reparai sua. Ujama complete nữa. Đi vào nhổ củ cải cháu nhiều nhỉ? Cái này á, cái này nặng lắm. Nặng đâu. Này nói kinh khủng, tí nữa thử cân thử ấy. Ôi, lê vào cổ rồi á, vai vào răng ca mai cổ rồi. Nhổ đợt này nhổ hết. Cái này mà có nắng mà muối á. Dạ. Cũng nhiều người ứng lắm. Đợt này đi về chi muối đem bán xem được cái mô ủng hộ tiếp nha chị nhá. Đi về chi muối cũng nhiều người đặt. Mắng chưa có thời gian. Dạ. Mà cả mấy ngày đi cứ mưa nó đi. Mưa đấy phải hẳn phải phới hiểu thì để cho ăn ngầm cái phới hiểu đấy, ăn ngầm cái giá vi nhá. Ngon lắm. Dạ. Chà. Đây to mà đúng là cái đất ở đấy nó hạp nhỉ. Vâng. Nó hạp cái cây rau. Tốt. Tốt mướn mượn luôn. 20 cân à cái gì? 20 cân. 20 cân này đủ rồi đấy. Chẳng coi đủ chưa chẳng có đấy. Không? Chị, củ cải đấy mà cái đất ở đấy nó hẳn tớn tú nhờ. Đẹp thế. Cần thì gói củ này bao nhiêu? Cần cái củ này gói thì mấy tiết, mày cú cho. Đấy, hơn một tí. Hơn một tí. Cần một đấy. Đấy, cần một đấy bao nhiêu? Cần một đấy đó. Chụp củ như thế này cơ mà. Cái củ này 8 lạng. Củ cải là rất là chất lượng đấy. Chất lượng. Mà là kiểu cái đất chân nên kiểu tớn tú ăn thẳng đuột luôn này, chắc hắn phải là về nhà du à? Đây là nữa. Mấy tí nó sạc quá. Ok. Xem này. Mấy tí. Rồi 10 cân thôi. Hả? Rồi. 10 cân thừa đây. 10 cân rưỡi đây. Mét. Tí ra. Tí ra là bao nhiêu cái là sao? Muối đi cái củ này to nhỏ gì cũng được gì nhỉ? To nhỏ gì cũng được. Muối thì ăn kiểu mình gọt vỏ xong rồi mình chặt sợi cái phới đây là muối. Chiều nay chạy lên vội quá, không cầm được cái bao to ấy. Ừ. Bao to mua để nhà đấy mà. Cái này mà cũng nặng mà muối là người đặt nhiều lắm. Dạ. Bữa sau mới còn nặng là lên mua một lượt. Phải đi một lúa đá phải đi một chuyến nhiều chứ, ít là cũng đủ tiền taxi à. Dạ. Rồi, thưa đây. Đó, kiếm đi ạ. Rồi. Lại thêm vài củ này. Ui chà, thế mà được tới đây. Cái... rồi, lên đây. Ừ. Đã otro cosa. Bañera, otro bañera. Để thử cân cái
Thử xem cái cây cải. Cây cải này xem được bao nhiêu ấy. Úi chào, một cây cải mà nắm cái rươi rồi. Đúng không? Đúng. Rồi có 2 cái rươi. À 2 cái rươi. Ừ. 2 cân rươi ấy. Kiếp. Quá khủng. Người này mà. Nó cái chủ nó vai đang mệt ta cũng sao cũng vai trắc à. Mệt ta khi mà. Mệt ta khi bao nhiêu bao nhiêu. Chờ mệt ta khi. Mệt ta xin mà là tay mũi tu mà xin ta. Harum mà bên, bộ đề mệt tay mũi tu, đúng không? Lại chuẩn bị mưa rồi mọi người. Mưa rồi. Mưa dầm mưa dê luôn, mưa mấy hôm nay mưa liên tục rồi, không làm được gì luôn. Cái thì cũng có mưa để mà trong trọt thấy như mưa thì mưa quá. Yeah. Ồ, xe cả, mẹ tê ra nào. Cho cây này cho được 10. Đấy ạ. Hơn 10 cân rồi. 10 cân đấy, 10 cân rưỡi đây. 10 cân rưỡi đây. Giờ bỏ đâu đi mới là vấn đề. Sao của bên mì kết luôn. Này khả năng thôi bỏ 6 xe hiệp em trở về dưới luôn. Ta bỏ mấy thì Atraka rồi. Nào isu ai là in. Isu pesado rồi bạn nghe ra đi friend đi. Mấy thì isu đã bỏ tên cái ajusta mai. Này mấy thì nào ít chút spare ai nên nó phải sao à cái lembu để cái regala ya o nabu cukai đấy chứ các bạn ở đây là biết hết rồi chứ cukai là biết rồi chứ thế mà mấy thế là ngoài vườn vào ná toàn đất đây khu mờ xì dạ để lấy cái cây cho to là nó vừa đấy rồi một cây là được lý chuồng được ạ hơn thua chứ tí à, bọc. Cây nó bỏ riêng ấy luôn chứ hả ai là nữa dạ cái này sáu lên lên được ờ dạ bỏ trên rồi. Cái này có phải có cái báo to, một báo chứ to bỏ cho họ khoảng. Dạ, báo ở nhà có mà. Ôi trời, chiều đi vội quên ấy, cứ tưởng là để sau xé, mấy hôm nay cứ hay bỏ sau xé. Rồi, mẹ tên ra là nó bê rồi. Nó bê rồi. Ồ, bà xô. Bà xô. Tí ra mọi. Đi mấy lưu. Đây cả uống mì kên cả bọc lấy mì vào ồ ở đây đây hiểm mời cái này là bột báo đừng bột phún này bột phún không mua cho các bạn ấy các bạn phún là bây giờ cứ mua một lần là em đi mua là phải vai báo như thế này về xong rồi bỏ đổ vào trong thùng phí ấy, cho các bạn ăn dần dần này một bi bột phún đi chứ mấy tiền hả như cái trình đắt cả dạ một bi này nếu mà chưa sấy là một bi đây này khoảng 15-20 nghìn nếu mà chưa sấy chưa sấy á sấy rồi thì là còn mà nếu một gấp đôi rồi bột thì đắt đắt bột thì đắt lắm với một cân họ bán một trăm rưỡi quán mà chưa thấy như 150 rồi. Dạ. Yeah. Đợt vừa rồi đấy cứ mình cứ đi dọc đường ấy. Ừ. Là họ bán từng báo tải tối nay là mà cái loại mà chưa sấy ấy. Chưa sấy về mình sấy rồi cũng ngon hơn. Mua xong rồi mua ở dưới chỗ mấy cái vùng làng mà nó ở xa xa một tí ấy, thì nó rẻ hơn. Chứ mua trong thành phố nó đắt. Trong thành phố đắt. Chắc cả mấy cái dây là pê.
Chưa? Ui, quá nhiều vậy à? Ôi chứ. Đã bỏ. Đã bỏ, lên vào. Là bao nhiêu nhỉ? 60 là 60, 67 cân không ấy, cả thầy không ấy? 60 cân với 20 cân nửa nửa là 80 cân, 80. 87 cân. Nó thành 87.000. 87.000, mà đây có bao nhiêu thì lấy bao nhiêu lần. Không có gì, anh về chuyển khoản cho Hiệp được. Hay là chuyển khoản nhá, hay là gửi tài khoản gì gửi cả luôn hay? Dạ, dạ, hỏi về để chuyển khoản được. Aruma tu du dentro. Eso va de leva. Này cài mọi người. Cài mũi trời. Đây này là hai cân rưỡi đây. Hai cân rưỡi, hai vợ chồng về muối là vừa đó. Tha hồ ăn. Lên ba về. Thôi nếu mà được sau được có khách bán chay đi tới ủng hộ với nha. Rồi cái đấy thì khỏi phải lo gì kiếm được cái cháu cũng kiếm. Dạ dạ dạ. Bây giờ thì thời lượng video cũng khá là dài rồi, mình cũng xin tạm dừng video ở đây. Hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những tập tiếp theo của Tuấn Hiệp TV. Xin chào và hẹn gặp lại.